Thưa quý vị khán giả, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ngày càng có nhiều loại máy móc nông nghiệp hiện đại được đưa vào sản xuất, hỗ trợ tích cực cho người nông dân. Tuy nhiên hiện nay phổ biến tình trạng các loại xe chế từ máy nông nghiệp ngang nhiên lưu thông trên đường, gây mất an toàn giao thông. Những chiếc đầu máy cày, máy xới, tắc tơ vốn được dùng để làm đất, thu hoạch, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp ra đồng. Với đặc điểm nhỏ, gọn, máy khỏe, bánh lốp cỡ lớn, các loại phương tiện này hoạt động được ở nhiều địa hình, kể cả những nơi khó khăn, nên được người dân ưa chuộng. Giá của mỗi chiếc máy dao động từ 20 đến 150 triệu đồng. Thế nhưng không dừng lại ở việc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thời gian gần đây, rất nhiều máy nông nghiệp được hô biến thành xe kéo chuyên dụng, thay thế từ điều khiển bằng càng sang điều khiển vô lăng, gắn thêm thùng chở hàng, lắp đặt hộp số, bộ phận nâng và ben, gần giống với xe tải. Dọc quốc lộ, tỉnh lộ cho đến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn tỉnh, dễ dàng bắt gặp những chiếc tắc tơ, xe tự chế sử dụng đầu kéo nông nghiệp gắn thêm thùng chở hàng công cành vượt gấp đôi, gấp ba chiều cao thùng, cũng như chiều dài thân xe. Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn, trên địa bàn hiện có khoảng 2.000 xe tự chế từ máy nông nghiệp. Hầu hết chủ phương tiện đều không đăng ký, kiểm định an toàn kỹ thuật. Phương tiện không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Hệ thống máy móc chắp vá, ít được sửa chữa nên không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Trong quá trình mà hoạt động kiểm định xe cơ giới, thì cũng có rất nhiều các cơ quan chức năng cũng như là các chủ phương tiện, lái xe. Người ta hỏi chúng tôi là cái việc những cái xe mà xe tắc tơ, xe đầu kéo, máy kéo bung sen, máy kéo nhỏ đấy, tham gia giao thông trên đường, kéo móc như thế, thì người ta không phải đăng ký, không phải kiểm định. Thì tôi cũng trả lời là căn cứ theo luật giao thông đường bộ cũng như các quy định khác của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, thì những cái loại xe máy kéo nhỏ đều phải đăng ký và đăng kiểm, chịu sự kiểm định an toàn kỹ thuật của các cơ quan kiểm định. Thế nhưng thế tôi cũng chỉ trả lời như thế, còn cái việc mà các chủ phương tiện người ta có mang xe đến để đăng ký, đăng kiểm hay không thì chúng tôi cũng không phải là cái đơn vị mà chủ động về cái việc đó. Chúng tôi chỉ khi mà có phương tiện đến, chúng tôi tiếp nhận, chúng tôi làm các thủ tục kiểm định, nhưng mà từ trước đến nay giờ là chưa có bất cứ một phương tiện nào. Thực tế cho thấy trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các vụ tai nạn gây thiệt hại về tính mạng do sử dụng loại xe tự chế từ máy nông nghiệp. Chính vì vậy, các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý các xe tự chế từ máy nông nghiệp tham gia giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân khi sử dụng các loại máy kéo nông nghiệp đúng mục đích, không cơi nới, thùng để vận chuyển hàng hóa. Mục Ông Kinh, phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.